Cách giải quyết của ông Hoãn xem ra cũng có lý. Nhưng để bọn tôi bàn với phòng lương thực của huyện xem sao đã. Phục thật. Phục quá đi chứ. Qua việc làm của thằng Đăng Xá, có thể rút ra được bài học là phải mở rộng dân chủ cơ sở. Dân nghĩ dân làm những điều hay thì nên khuyến khích và ủng hộ. Chứ không nên sợ điều này điều nọ mà cấm đoán hạn chế người ta. Cũng qua đây, phải nghĩ đến vai trò của cán bộ. Cán bộ nào thì phong trào ấy, câu nói ấy không sai một tí nào cả. Ngày trước, nếu chúng ta không có cái nhìn thấu đáo và rộng lượng, mà kỷ luật khai trừ tay hạp theo đề nghị của huyện ủy Linh Sơn, thì đã mất đi một cán bộ vừa có tâm, vừa có tài. Cái vụ bắt phòng lương thực huyện nhận mấy chục tấn khoai để làm cái ăn độn cũng là do thái độ kiên quyết của tay hạp đấy. Có điều kiện, phải sắp xếp tay này vào cơ cấu tỉnh ủy mới được, để tăng cường lực lượng những người lãnh đạo có đầu óc quyết đoán. Khó lắm. Mang cái án hát đúp, ai dám bầu làm tỉnh ủy viên? Ông là trưởng ban tổ chức mà đầu óc thủ cựu bỏ mẹ. Hát đúp mà lại phản động à? Hủ hóa chỉ là vi phạm đạo đức trong sinh hoạt, chứ có phản đảng, phản dân đâu. Sao không đưa vào cơ cấu của tỉnh ủy được? Đổ lạ cá tươi, thằng đàn ông nào mà chẳng thích. Hơn nữa, chuyện đã rồi, cứ thành kiến mãi với người ta thì làm sao người ta ngóc đầu lên được? Không mấy người nghĩ như anh đâu. Hủ hóa là cái án có thể phải mang suốt đời. Án bất thành văn mà. Những người mà mang cái án này khó cất nhắc và đề bạt lắm. Chịu án chung thân thôi. Chuyện muôn thuở, nói không bao giờ hết được. Thôi, bây giờ ta bàn công việc nhé. Ông Côn đi Linh Sơn hộ tôi được không? Đảng đặt đâu thì ngồi đấy, từ chối thế nào được. Lên đấy không phải để ngồi, mà là vắt chân lên cổ để chỉ đạo phong trào đấy. Thằng Đăng Xá mở ra nhiều hướng đi rất hay, nhưng phải có chỉ đạo, không để chúng nó đi quá đà. Nên nhớ, tổ phái viên của Ban Nông nghiệp Trung ương đang ở kè kè bên cạnh đấy. Chỉ cần một lệnh cấm là tất cả đổ xuống sông xuống biển hết. Bên cạnh việc mừng, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo. Tôi thông cảm với anh. Cũng phải đề phòng một số hợp tác xã nằm bên cạnh Đăng Xá. Họ sẽ học tập theo. Thế à? Mà khi đã trở thành phong trào ở trong quần chúng rồi, thì cấp trên là cũng phải nhìn nhận lại những khiếm khuyết trong cơ chế và chính sách hiện hành. Chả biết hai ông nghĩ thế nào, chứ nhiều lúc tôi nghĩ cái cơ chế hiện tại như một bức tường thành được xây bằng chủ nghĩa giáo điều, cả trong lý luận lẫn thực tiễn, chắc lắm. Khôn khéo nhất là ta lách qua kẽ hở của bức tường, chứ đừng dùng búa tạ để mở lối. Phải nắm lấy những hợp tác xã đang có cách làm ăn mới để tìm ra cái hay, cái dở, rồi điều chỉnh cho đúng hướng. Qua đó, chúng ta sẽ rút ra được bài học để đến khi có thể ra được một nghị quyết về vấn đề này. Theo tôi, việc chỉ đạo các hợp tác xã phá rào, ta cứ chỉ đạo, nhưng không nên ra nghị quyết để thực hiện trong toàn tỉnh. Sao thế? Cứ để cho các hợp tác xã họ tự làm. Nếu như trên mà biết được, thì bảo đó là phong trào tự phát của quần chúng. Còn nếu như ra nghị quyết, thì chúng ta sẽ bị kết tội là đưa nông dân đi chệch hướng làm ăn tập thể. Tội đó không nhẹ đâu. Tôi cũng đang phân vân. Có 7 ủy viên thường vụ. Hai người khuyên không nên ra nghị quyết. Hai người thì phân vân. Tay Đình và tay Minh thế nào cũng phản đối. Thế là chỉ còn mình tớ à? Tôi chỉ muốn nói là chúng ta phải suy nghĩ thận trọng trước khi ra nghị quyết thôi. Có ai kết tội ông là dao động đâu mà ông phải thanh minh. Thôi, dẹp chuyện đó lại. Ông Côn đi Linh Sơn hộ tôi được không? Có gì mà không được. Tôi chỉ lo một mình cô Chi, không biết là có xoay sở được với cơ quan ke ở dưới đạo thắng hay không thôi. Ông không phải lo. Tớ sẽ chỉ đạo cụ thể cho cô Chi nên làm gì với thằng đạo thắng. Ông lên Linh Sơn, kết hợp với tay hạp và tay pha, chỉ đạo thằng Đăng Xá rút ra những bài học để chỉ đạo toàn tỉnh sau này. Tớ sẽ trao đổi cụ thể trước khi ông đi.
Riêng việc sáng mai xuống Văn Lâm tổ chức lễ tưởng niệm Bác Mạch, tớ muốn mời ông Ẩn cùng dự. Hai ông thấy thế nào? Có mặt một ủy viên dự khuyết trung ương trong buổi lễ tưởng niệm sẽ là niềm an ủi lớn cho gia đình. Không biết anh Ẩn có đi được không nhỉ? Nếu đi được thì tốt quá. Tớ sẽ sang mời trực tiếp, chắc ông ấy không từ chối đâu. Ông Côn chuẩn bị để sáng mai đi nhé. Được. Thế thành phần gồm những ai ạ? Ông Quốc, chị Thường, ông Côn và cả tôi nữa. Nếu mời được ông Ẩn đi thì càng tốt. Ông nói với văn phòng chuẩn bị cho một vòng hoa viếng của tỉnh ủy. À, lấy xe của tôi về thẳng Hà Nội, chuẩn bị một vòng cho chu đáo nhé. Thế nếu không còn việc gì nữa, tớ sang chỗ ông Ẩn đây. Vâng. Vâng. Kim đây à? Tôi định gặp anh có chút việc. Anh định ra hôm khác? Có. Dạo này chúng đánh phá ác liệt quá. Về Hà Nội họ có mấy ngày, mà ngày nào cũng phải chạy ra hầm đến 4-5 lần. Chúng nó lại đánh ga Trung Văn và cầu Gia Liễn rồi. Cầu vừa mới chưa được 2 tuần. Quân khu tăng cường cho một đại đội pháo cao xạ 57 ly. Không biết hôm nay có giữ được không? Tỉnh của các anh có rất nhiều mục tiêu, trọng điểm đánh phá của địch nên khá vất vả đấy. Vâng. Hình như chúng nó đánh bom loại lớn hơn thì phải. Anh có cảm giác đất dưới chân rung chuyển không? Có thế thật. Nó ném loại bom lớn mà trúng cầu thì nguy to. Lần trước cầu sập, cả công binh, giao thông và nhân dân dồn sức chữa cật lực, 4-5 hôm mới thông được cầu. Nghe tiếng bom lạ tôi lo quá. Thế anh vào tôi chơi hay có việc gì? Tôi qua mời anh sáng mai đi Văn Lâm dự lễ tưởng niệm Bác Nguyễn Đình Mạch, nguyên bí thư huyện ủy Văn Lâm, bị xử lý oan trong cải cách ruộng đất. Được, tôi sẽ đi với các anh. Thế mấy giờ xuất phát? 7 giờ. Từ đây xuống đó mất chừng khoảng 40 phút. Báo Yên rồi anh ạ. À, vào cho tôi uống nước đã. Để tôi gọi điện cho ủy ban phòng không xem hôm nay chúng nó đánh bom ở đâu và thiệt hại ra sao. Xong việc tôi qua anh ngay. Chỗ tôi cũng có điện thoại mà. Ừ nhỉ. Đầu óc tôi dạo này hay quên quá đi mất. Tôi cũng vậy. Có lẽ do áp lực công việc căng thẳng quá. Vâng. Alo. Tôi Kim đây, nối máy cho tôi với ủy ban phòng không nhé. Minh đấy à? Chúng nó đánh ở đâu đấy? Lại cầu Gia Liễn à? Thiệt hại thế nào? Các trận địa pháo anh em có bị thương vong nhiều không? 3 người bị thương à? Có nặng lắm không? Không bắn rơi được chiếc nào à? Thôi, cũng có lúc bắn được, cũng có lúc không chứ. Chứ lần nào cũng bắn được thì nước Mỹ làm sao sản xuất kịp máy bay cho các anh được. À này, hình như chúng dùng loại bom lớn hơn thì phải. Tớ về anh Ẩn, thấy đất dưới chân mình rung lên mạnh quá nên nghĩ thế. Thế trận địa nữ dân quân đạo thắng có bị đánh vào không? Chưa nắm được à? Được rồi. Giờ cậu gọi điện xuống huyện đội Tam Bình, hỏi xem tình hình thế nào, rồi báo cho tớ biết nhé. Được. Được rồi. Cậu xuống đó xem xét cụ thể, rồi báo cáo lại cho tớ sau cũng được. Rồi, thế nhá.
chúng nó lại đánh sập cầu Gia Liễn rồi. Và 50 mét đường dây bị hỏng hoàn toàn.